Chuyện. Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia đưng Gia Tác giả Tử Sắc Mộc Ốc Dịch và đọc bởi Mộc Nhiên Chương 201 Vương Gia Ra Vẽ 50 lượng bạc bằng tiền tiết kiệm 10 năm trong gia đình bình thường tiên thị cầm bạc, cảm thấy bạc quá nặng Nàng không hiểu tại sao Lý Lạc biến thành Tiểu Hầu Gia cũng không biết tiểu hầu gia tôn quý cỡ nào, nhưng Lý Lạc giúp nhà bọn họ, cả nhà đều cảm kích. Hơn nữa còn tặng bạc, phần tình nghĩa này bọn họ vĩnh viễn không quên. Một nhà tiền thị quỳ hướng về cửa, dập đầu ba cái, tùng lĩnh huyện lệnh thở dài lắc đầu. Cách làm của tiểu hầu gia đơn giản thô bạo, chính xác nhất, đối với hai tử, ai chân chính thương yêu mới là quan trọng nhất. Tiễn cả nhà tiền thị xong, tùng lĩnh huyện lệnh đi tìm Lý Lạc, thấy Lý Lạc đang đứng dưới gốc cây nhìn hai chuỗi Phật tử trên tay, mấy hạt trâu màu đỏ sậm có vẻ đơn giản nhưng dễ thấy. Tiểu hầu ra, tung lính huyện lệnh đi tới. Đây là... Lý Lạc bỏ chuỗi hạt trâu vào lại trong ngực. Đây lại di vật của phụ thân ta, mẫu thân ta để lại. Hạ quan... Không sao. Lý Lạc biết ông muốn xin lỗi. Sự tình ở đây giải quyết xong rồi, bản hầu nên cáo từ. Kế tiếp, chúng ta hợp tác vui sướng. Lý Lạc vươn tay về phía huyện lệnh hợp tác vui sướng. Tùng lĩnh huyện lạnh nắm tay Lý Lạc, một bàn tay nhỏ bé, một con người nhỏ bé nhưng có sức mạnh ông không tài nào suy đoán, cũng vô pháp suy đoán. Tùng lĩnh huyện lạnh nhìn Lý Lạc, trong lòng nổi sóng, ông không nghĩ tới, mấy năm sau qua đi, vẫn có thể sát cánh chiến đấu bên cạnh Lý Lạc. Lúc ấy, trùng dũng hầu Lý Lạc đã nổi danh thiên hạ. Sở dĩ Lý Lạc nổi danh thiên hạ không phải bởi vì hắn trở thành tề vương phi, cũng không phải vì hắn là nhi tử của Lý Húc, chỉ bởi vì hắn là lý lạc hắn dùng chính trí tuệ của mình khai sáng tổ chức từ thiện hoa quốc đầu tiên hắn dùng chính lực lượng của mình để giữ cho quân đội tây bắc không sợ chết cóng chết đói trí tuệ của hắn tựa như vô tận hắn có nụ cười rạng rỡ nhất tấm lòng nhân hậu nhất hắn tôn quý kiêu ngạo ngạo mạn nhưng rất tốt với bá tánh dù trong lúc thuận lợi hay ở trong nghịch cảnh hắn vĩnh viễn sáng suốt dũng cảm đứng ở trước mặt mọi người hắn nói lấy của dân dùng cho dân. Tiểu hầu gia hướng bảo trọng. Tung lĩnh huyện lệnh nói. Tái kiến không biết ngày nào, sau này bảo trọng. Lý Lạc mỉm cười dưới ánh mặt trời, bóng sáng tiểu nam hài dần dần mơ hồ. Nhưng là hắn để lại trong lòng tung lĩnh huyện lệnh cảm giác vĩnh viễn. Lý Lạc lên xe ngựa, xuất phát hướng Lý Gia Thôn, tướng quân phủ Tây Bắc. Thư cổ quản gia gửi rốt cuộc tới Tây Bắc cố quận thần đọc thư, cả người dường như nổ tung, tiểu hỗn đản, dám rời kinh thành, dám tới quân doanh Tây Bắc. Tức khắc, cố quận thần nghẹn ngào, nhưng mà tiểu hỗn đản không đến thẳng quân doanh Tây Bắc. Đáng giận, cố quận thần đột nhiên bước ra khỏi thư phòng. Ám thủy, ám thủy hiện thân. Vương gia, liên hệ ám kim, điều tra tiểu hầu gia đang ở đâu. Cố quận thần nói, vâng. Ám thủy rời khỏi, cố quận thần đứng ngoài cửa một hồi, sắc mặt đàn sen phức tạp có bất ngờ, bàng hoàng, kích động, cảm động, sau đó phẫn nộ. Cố quận thần cứ tưởng cả đời mình sẽ không bao giờ xúc động đến thế. Ngay cả năm trước, lúc cổ quản gia giao thánh chỉ, nói hoàng thúc tứ hôn tiểu hỗn đản cho hắn. Hắn gần như bình tĩnh tiếp thu. Tuy ngoài ý muốn, nhưng hắn nghĩ nuôi đệ đệ thành vị hôn thê cũng được, có thể chấp nhận. Chưa kể, hắn sẽ không thú thê so với bất kỳ kẻ nào nhìn tiểu hỗn đản thuận mắt nhất. Nhưng hiện tại, Cố Quản Thần run rẩy cầm lá thư. Quận Nhất cuối cùng hắn lên tiếng, "Vương gia." Vương gia có chút kích động. "Tiểu Hầu gia lại mất tích sao?" Quận Nhất phỏng đoán, cẩn thận hỏi, Cố quận Thần lắc đầu. "Hắn tới Tây Bắc." "Gì?" Cái này, Quận Nhất luôn bình tĩnh cũng phải hoảng sợ. "Tiểu Hầu gia mới 6 tuổi." "Có phải bọn họ nhớ sai hay không? Tiểu Hầu gia căn bản không phải 6 tuổi, mà là 16 tuổi." Một tiểu nam hài sáu tuổi dám đi từ Kinh Thành tới Tây Bắc, thật to gan. Cố quận thần ghét bỏ liếc nhìn y. Ta tưởng người đã sớm biết, hắn không chỉ 6 tuổi. Từ giải độc, nhà từ thiện đến đưa gạo quân lương. Mỗi một sự kiện, hay từ 6 tuổi có thể làm sao? Quận nhất cứng ngắc, bị vương gia coi khinh. Đúng vậy, thật ra trong lòng bọn họ mơ hồ có một ý tưởng. Tiểu hài tử không chỉ 6 tuổi, nhưng cũng không đúng. Lý Lạc được nuôi dưỡng bên ngoài 4 năm, Lý Trung Minh và thị vệ của Chiếu Ninh Đế vẫn âm thầm bảo hộ hắn. Nói cách khác, Lý Trung Minh và Chiếu Ninh Đế đã biết Lý Lạc thông minh từ nhỏ. Duy nhất một lần bị thương chính là khi bị nhi tử của cữu cữu để ngã xuống đất, đập đầu chảy máu, sau đó mất máu mà chết. Đó là chuyện ngoài ý muốn, Lý Trung Minh và thị vệ của Chiếu Ninh Đế không kịp phản ứng. Lý Lạc đã chết, sau đó đổi thành Lý Lạc hiện tại. Hắn chiếm cứ thân thể nguyên chủ, ký ức cực kỳ rõ ràng, có một loại người được ông trời ưu ái sao, được ông trời chiếu cố? Vương gia lo lắng tiểu hầu gia sao?" Quận Nhất hỏi, có Quận thần vẽ mặt tối sầm nói: "Bốn vương hận không thể treo mông hắn lên đánh đòn, con tuổi nhỏ đã bỏ nhà trốn đi, cũng không biết học xấu ở đâu. Bốn vương không ở kinh thành, không có ai dạy dỗ hắn." Quận Nhất không tin, Vương gia của ta ơi, dù ngài ở kinh thành cũng không dạy được tiểu hầu gia cái gì, huống chi tiểu hầu gia học xấu ở chỗ nào chứ?" Rõ ràng vẫn xấu như vậy Người không đồng ý cố quản thần nhớn mày Ánh mắt sắc bén uy hiếp Ờ không, thuộc hạ biết vương gia Quan tâm tiểu hầu gia Quận nhất trả lời Bổn vương nói, bổn vương không lo lắng Hắn có lý trường thành đi theo Có ám kim ám mộc đi theo Có 10 tên hộ vệ hầu phủ đi theo Có 200 thị vệ tề vương phủ đi theo Cũng may là tiểu hỗn đạn thông minh Biết bên ngoài nguy hiểm Mang theo nhiều người ngay cả cố quận thần ra ngoài cũng không mang theo nhiều người giống vậy. Cái gì? Quận nhất sững sờ. Tiểu hầu gia mang theo thật nhiều người. Thánh thượng cải trang đi tuần cũng không mang theo nhiều người như vậy. Tiểu hầu gia thật sợ chết. Sợ chết còn ra cửa, quận nhất không ủng hộ. Bất quá, cố quận thần âm trầm nhìn quận nhất. Tiểu hai tử ra ngoài sao có thể mang ít người? Được rồi, quận nhất không nói nữa. Y nói cái gì cũng thành ra sai. Tiểu hầu gia có xấu cũng thành đúng. Người trong lòng vương gia, người khác sai là sai, không thể tha thứ. Tiểu hồ gia sai, luận về mặt tình cảm có thể tha thứ, bởi vì hắn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Thứ hỏi, có đứa nhỏ nào không hiểu chuyện mà lại biết luật pháp quốc gia, dùng luật pháp quốc gia thành thảo? Quận nhất cay đắng lắm, nhưng quận nhất không dám nói. Đi thông chi Lý Trung Minh và Lý Đạm tới tướng quân phủ. Cố quận thần không quan tâm vẻ mặt quận nhất ủy khuất, bước vào thư phòng, bước chân nhẹ tĩnh Thật là hạnh phúc Tiểu hỗn đản tới rồi Kỳ thật, hạnh phúc quá Hạnh phúc đến không thể giải thích nổi Tiểu hỗn đản tới Tây Bắc Rõ ràng nhớ hắn mà Hắn thật là hạnh phúc Nhưng cũng cảm thấy thật bất lực Hắn phát hiện mình không quản được tiểu hỗn đản Tiểu hỗn đản rời nhà Rõ ràng là không phải Nhưng tại sao nội tâm hắn không thể áp chế niềm hạnh phúc Khóe miệng khẽ nhất Tiểu hỗn đản thật tốt Phải nói có vị hồn thề thật tốt vị hôn thê ngàn dặm truy phu, cảm giác thật tốt. Nếu hai người chưa đính hôn, cố quận thần dám lấy vương vị ra thề, tiểu hỗn đã nhất định sẽ không đi thăm hắn. Cho nên, có vị hôn thê quả nhiên không giống người thường. Lý Trung Minh và Lý Đạm nhanh chóng chạy tới. Quân doanh Tây Bắc đang yên bình. Bọn họ không biết tại sao cố quận thần gọi bọn họ đến. Kỳ thật không phải đại sự. Bổn vương có việc tư. Cố quận thần mặt không thiện sắc nói. Có chút khoe khoang. Lạc Nhi rời kinh thành, tới Tây Bắc thăm bổn vương. Quận nhất nghe thấy câu này, không khỏi nghĩ, vương gia của ta ơi, giọng điệu tự hào của ngài có rõ quá hay không? Nhưng mấy lời này khiến Lý Trung Minh hoảng sợ. Thiếu gia rời kinh thành, có gặp nguy hiểm gì không? Hán tử Lý Trung Minh không nhận ra, cố quận thần ý tại ngôn ngoại, ngược lại Lý Đạm mở miệng. <laughs> Nói không chừng, tiểu đường đệ tới thăm ta. Cố quận thần liếc mắt nhìn y, biểu tình khinh thường, Ý tứ là có khả năng ư Người đừng mộng tưởng hão huyền Lý Đạm cười ha ha, nói <laughs> Tháng 9 trở về kinh thành Thuộc hạ và đường đệ nói chuyện nhân sinh Phát hiện ra Quan điểm nhân sinh của chúng ta rất giống nhau Cố quận thần nhớn mày Các người nói chuyện nhân sinh gì Lý Đạm biết Tề Vương Điện Hạ sẽ tò mò Nói chuyện thân tình Hậu nghị, tình yêu Sắc mặt cố quận thần ra sầm 26 tuổi Biết cái gì tình yêu Người không được dạy hư hắn. Vạn nhất nhóc hiểu tình yêu là gì, thích người khác thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng hai người được tứ hôn, tỷ lệ hòa ly rất cao. Hơn nữa, trong số các vụ hòa ly, 89 phần 10 là thanh mai trúc mã, bởi vì sau đó đều bất ngờ gặp được người khác. Nghĩ tới đây, Tề Vương Điện Hạ rất không hài lòng với Lý Đạm. Huống chi, tiêu chuẩn chọn người của Lý Lạc là tướng đẹp, mặt đẹp, đối xử tốt, Người có diện mạo đẹp rất nhiều, dáng người đẹp cũng rất nhiều, còn đối xử tốt. Tề vương điện hạ tự nhận đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất. Cho nên đợi gặp tiểu hỗn Đản, hắn phải chấn chỉnh một chút. Đối xử tốt là một điểm vô cùng trọng yếu. Hắn thật sự không hiểu sao. Lý đạm làm bộ chấn động. Chính miệng hắn nói với ta, thích là một cảm giác khiến tim đập rộn ràng. Ta thích cố quận thần. Vương gia, chẳng lẽ hắn không hiểu tình yêu? Hắn thích ngài, kỳ thật là giả dối. Cố quận thần hai mắt sáng lên, sau đó cúi mặt cờ một chữ. Cút! Lý đạm cười ha ha bước ra khỏi thư phòng. Cố quận thần nhìn Lý Trung Minh. Ngươi trở về quản giáo y luyện tập, cho y biết quân doanh quân lạnh như núi, mà bộn vương chính là quân doanh quân lạnh. Vâng, Lý Trung Minh trong lòng dần dần vui sướng, đã lâu không gặp thiếu gia. Chương 202, vận tốc xe ngựa từ huyện Tùng Lĩnh tới Lý Gia Thôn là 3 giờ. Tới nơi là 3 giờ chiều, phải biết rằng Lý Gia Thôn không có xe ngựa, bình thường hay dùng xe bò. Xe ngựa xuất hiện từ đầu thôn, nhanh chóng thu hút sự chú mục của bá tánh. Huống chi còn có hộ vệ cưỡi ngựa hộ tống. Thật là nhiều ngựa, chưa từng nhìn thấy nhiều ngựa như vậy. Hơn nữa, trong lòng thôn dân, ngựa là loài sinh vật cao lớn sang quý. Mau đi gọi thôn trưởng xem ai tới. Phú hộ nha. Ta khinh, Phu hộ cái gì là quý nhân." Lý Nãi Nãi nói, vừa nhìn là biết đại quý nhân. Giọng Lý Nãi Nãi rất to, còn ôm tiểu Tôn Tử, tiểu Tôn Tử mới sinh hồi tháng 5, tới bây giờ là 5 tháng, buổi chiều có ánh mặt trời, thời tiết ấm áp dễ chịu, cho nên Lý Nãi Nãi ôm bé ra cổng thôn đi dạo. Nhà bà có tiền rồi, không cần liều mạng làm việc, cuộc sống nhàn nhã. Lý Lạc ngồi trong xe ngựa nghe thấy tiếng Lý Nãi Nãi lớn giọng hô, dừng xe xe ngựa đi qua cổng thôn, cách chỗ Lý Nãi Nãi và những người khác đang ngồi vài mét. Dừng xe, Lý trưởng thành tới trước mặt Lý Lạc. Thiếu gia, làm sao vậy? Lý Lạc không nói gì, vén màn ra ngoài xe ngựa. Tân Bảo nhảy xuống xe đặt ghế đẩu. Ai nhà, xe ngựa dừng rồi. Phu nhân ngoài cổng thôn hô lớn. Không lẽ nghe thấy chúng ta nói chuyện? Chẳng lẽ muốn đánh chúng ta? Lý nãi nãi sợ hãi. Chúng ta, chúng ta có nói cái gì đâu? ôm chặt tiểu tôn tử chuẩn bị tùy thời chạy trốn lý nãi nãi nha giọng to đanh đá keo kiệt mọi khuyết điểm nữ nhân bà đều có nhưng trong lòng lý lạc bà là phụ nữ tuyệt vời lý tứ lang ôm lý lạc về thôn lý lạc không phải thân sinh tôn tử của bà nhưng lý nãi nãi đối xử với hắn rất tốt có lẽ trông chờ sau này có người để dựa dẫm nhưng lúc ấy lý tứ lang chưa chết lý lạc xuống xe ngựa thân ảnh từ từ xuất hiện trong tầm mắt lý nãi nãi y phục xa hoa, lóa mắt thôn dân, quần áo màu lam nhạt, làm nổi bật gương mặt trắng nõn, chiếc áo khoác lông màu đen bao bọc thân thể nho nhỏ, Xày cũng màu đen, làm từ lông thú, vô cùng quý giá, quý giá tới mức Lý nai Nãi không dám nhận. Lý Nãi Nãi há hốc miệng, thanh âm nghẹn trong cổ họng, một câu không nói nên lời. Nước mắt rơi xoành xoạch, nhưng không có thanh âm. Vẫn là lão nhân gia hung dữ, bất quá tinh thần tốt hơn trước đây nhiều, đầy đạn hơn, Lý nãi nãi có vẻ ngoài hung dữ, đôi mắt trũng sâu, nhưng nếu một quá phụ không hung dữ, làm sao nuôi nổi một gia đình? Thôn dân ngoài cổng đều nhìn Lý nãi nãi, bởi vì bọn họ cũng nhận ra Lý Lạc. Lý Lạc vốn là đứa nhỏ thông minh nổi tiếng trong thôn, ngoại hình xinh xẻo đáng yêu. Hơn nữa, hắn được phụ mẫu thân sinh đón về kinh, chuyện này ai cũng biết. Có người chê cười Lý nãi nãi phí công nuôi dưỡng tôn tử, còn nuôi tận 4 năm. Thôn dân đều biết chuyện Lý Lạc được Lý Tứ Lang ôm về, Hai tự đột nhiên xuất hiện, sao có thể không biết. Sau này, cứ cách mấy tháng, Lý Lạc lại tặng quà, đồ ăn, đồ bổ, còn có bạc. Thôn dân chuyển sang nói, Lý Nai nãy nuôi nấng một đứa cháu ngoan. Tất nhiên vẫn có người chê bai, tôn tử ngoan ngoãn thì sao? Tôn tử bị người ta lấy đi rồi. Những người này, ai mà không ghen tị. Bởi vì Lý Nai Nãi chuyển mình thành nhà giàu nhất thôn, hơn nữa huyện lệnh, thôn trưởng đều chiếu cố. Hiện tại Lý Tiểu Cô chuẩn bị kết thân với nhà dịch huyện Nha, ở trong lòng thôn dân, mượn cách nói hiện đại một chút, nhà dịch là nghề nghiệp trong biên chế, là nhân viên công chức. Nãi nãi, Lý Lạc bước tới gần Lý nãi nãi. Đây là tiểu đệ đệ đúng không? Giọng nói trong trẻo, không giống đưa tôn tử tiểu tụy mình nuôi dưỡng trước kia. Tôn tử đi trên đường, nếu hắn không mở miệng, bà sẽ không dám nhận. Ở phía trước, xe ngựa chắn giữa đường, hộ vệ xuống ngựa, kính cẩn đứng sang một bên. Nãi nãi, Lý Lạc hô một tiếng. Mau, cho con ôm đẹp đẹp một cái. Lý Lão Thái, tôn tử bà gọi kìa, bà đang làm cái gì đó? <laughs> Lý Lão Thái, bà mau hoàn hồn nha. Thôn dân gọi bà Lý, trong lòng đầy ghen tị, còn tưởng đứa tôn tử đột nhiên rời đi không bao giờ trở lại. Không ngờ quay lại, còn vô cùng khí phái. Lý Lão Thái quá hảo mạnh. Tôn tử đi rồi, tôn tử khác ra đời. Lúc Lý Tứ Nương cả cho Lý Ngũ Lang nhiều người chỉ trích Lý Nãi Nãi không biết hành sự. Nhưng hiện giờ thì sao? Gia đình người ta sống thảnh thơi. Muốn tiền có tiền, muốn nhân mạch có nhân mạch. Lý Tứ Nương và Lý Ngũ Lang phù thề hạnh phúc. Tức phụ thông minh cùng trượng phu ngốc nghếch Không có gì mâu thuẫn. Lý Tứ Nương và nhà mẹ đẻ một chuyến. Lý Tứ Lang tự mình đánh xe bò hộ tống. Hơn nữa nhất định đòi đi cùng tức phụ. Tức phụ không về, y ở nhạc ra đợi. Lý Nãi Nãi không có biện pháp đối với nhi tử ngốc nghếch Lý Tứ Nương người ta gả cho trượng phu ngốc, hạnh phúc vô vàn, có nhi tử, có bạc. Trượng phu tuy ngốc nhưng thể trạng cường tráng, cao to, tính phúc không phải ít. Ai mà không hâm mộ? Lạc, lạc nhi. Lý nãi nãi rốt cuộc phát ra thanh âm. Lạc nhi, sao con trở về rồi? Vừa xích lời, ba Lý cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không không không, nãi nãi hoan nghênh con trở về. Con ở Kinh Thành có tốt Không người ta có bắt nạt con không nãy nãy thế còn có già có thịt so phải ở nhà ta tốt hơn nhiều nói xong lý nãy nãy ngồi xổm một tay ôm tôn tử một tay xoa so mặt lý lạc vừa mới sờ lên lại xấu hổ rụt tay về da mặt lý lạc mịn như ngọc tay bà chỉ có một tầng già xấu xí không ngờ lý lạc nắm tay bà nắm tay nho nhỏ ấm áp một cánh tay khác lấy khăn mặt giúp bà lý lau nước mắt cạn ở kinh Thạch tốt lắm nhưng còn nhớ nãy nãy nên về thăm. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Còn sống tôn, nãy nãy liền an tâm. Còn, nhìn một cái, đây là đệ đệ con, giống y hệt con lúc còn nhỏ. Lý nãy nãy nói, hai hài tử không có quan hệ huyết thống, lúc nhỏ giống nhau chỗ nào. Nhưng trong lòng Lý nãy nãy, hai hài tử là huynh đệ thân sinh. Thôn dân nghe vậy cảm thán, Lý nãy nãy điên rồi. Thế nhưng, Lý Lạc nghe xong lại đáp. Giống, từng lại nhất định thông minh giống con câu này khiến lý nãi nãi bật cười hai tự năm tháng không sợ người lạ cặp mắt đen nhánh tò mò nhìn lý lạc đầu hơi to thân thể cũng to hơn hai tự bình thường không giống lý tứ nương lý tứ nương ngoại hình thanh tú thật ra rất giống lý ngũ lang nhìn bộ dáng giống y như tạc cùng một khuôn với lý ngũ lang lý lạc cởi áo khoác sợ lông thú làm em bé khó chịu tân bảo vội vàng bước lên tiếp nhận nô tài lấy áo bông cho ngài cam cạn, Lý Lạc nói, duỗi tay chọc chọc em bé, Cả tên chưa? Còn chưa?" Lý Nãi Nãi đáp, "Chúng ta không đọc sách, không biết lấy tên gì." Tả với nương con thương lượng, nhưng ngũ thẩm con nói, "Con biết đọc sách, để con đặt tên." Lý Lạc nghe vậy không thèm để ý, nói, "Thảm thảm như mẫu thận, gọi nương cũng giống nhau, tên ư? À, uh, Lý Gia Nam đinh đơn bạc, gọi là Lý Tử Phồn đi." còn nối dõi phồn vinh, sinh sôi bất tận. Lý Tử Phồn còn nối dõi phồn vinh, sinh sôi bất tận. Lý nãi lẩm bẩm, cảm thấy rất hay, hay hơn mấy cái tên bọn họ đặt nhiều, Lạc Nhi không hổ là người đọc sách, tên hay lắm, ta thích tên này." Lý Lạc cười khúc khích. <cười> còn nhũ danh thị sao? Trước đây hắn bị gọi là Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Bảo Nhi là nhũ danh của hắn, thật ra hắn từng nghe người trong thôn đặt mấy cái nhũ danh như là cẩu đản lỗ thực người nghèo có câu nói tên càng xấu nuôi càng dễ lý lạc không muốn đứa nhỏ sau này bị đặt một cái nhũ danh xấu như vậy tiểu đệ có nhũ danh không có nhị bảo nhi lý nãi nãi nói cái này không phải con là tiểu bảo nhi sao đổi thành đại bảo nhi đệ đệ gọi là nhị bảo nhi về sau có tàm bảo nhi tứ bảo nhi lấy nhũ danh thuận tiện trong lòng bà lý tôn tử đều là bảo nhi lý lạc suy nghĩ một chút cạn sợ nhũ danh lại, gọi là tráng tráng, cường tráng lớn lên. Tráng tráng, cường tráng lớn lên. Dễ nghe hơn Bảo Nhi nhiều. Lý nãi nãi lập tức lật lọng. Vậy còn vẫn gọi là tiểu Bảo Nhi. Nãi nãi vui là được. Lý Lạc móc ngón út nho nhỏ của tráng tráng. Gọi tráng tráng, tráng tráng thích hay không? Em bé năm tháng đương nhiên không biết nói. Bé nhìn Lý Lạc, tưởng Lý Lạc chơi đùa với mình, bật cười khanh khách. Ai, người nào tới? Thôn trưởng thở hổn hển chạy ra, vừa rồi có người đi gọi ông, nói trong thôn có đại nhân vật tới, có xe ngựa, có thị vệ cưỡi ngựa, làm ông sợ muốn chết. Tới rồi mới phát hiện, nguyên lai là tôn tử của Lý Thái Thái, nhưng đứa tôn tử này uh, thật hoành tráng. Chào thôn trưởng. Lý Lạc bìm cười chào hỏi thôn trưởng. Ngài, ngài khỏe? Thôn trưởng vội vàng đáp. Dưa hấu ngài tặng ăn rất ngon, cảm ơn ngài người thích ăn là được, sang năm có lại cho người. Lý Lạc hiểu ngay, hắn thuận miệng nói. Nhà nãy nãy ta nhân khẩu đơn bạc, đã tạ thôn trưởng ngày thường chiếu cố. Không dám, không dám. Thôn trưởng vội vàng trả lời. Huyện lành đại nhân dặn dò, không dám quên. Lý Lạc phất tay với Tân Bảo. Mạng tay nãy trong ô hành lý số một xuống đây. Vâng. Tân Bảo vội vàng chạy lên xe ngựa. Trên nóc xe ngựa có mấy ô vuông được thiết kế đặc biệt, Mỗi ô vuông có thể chứa đồ, nhưng từ bên ngoài không thể nhận ra. Tân Bảo mang tay nải trong ô số 1 tới chỗ Lý Lạc. Đây là quà cho thôn trưởng. Lý Lạc nói, Tân Bảo đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng thụ súng như kinh tiếp nhận. Đà tạ ngài. chương 203 Nếu lúc nãy thôn dân ghen tị với bà Lý, như vậy hiện tại bọn họ ghen tị với thôn trưởng. Bởi vì thôn trưởng được Lý Lạc tặng quà, Lúc này, mọi người ở trong thôn đều nhìn về phía trưởng thôn, hy vọng trưởng thôn mở tay nãy, cho bọn họ nhìn một cái. Nhưng mà, mở lễ vật trước mặt nhân gia là hành vi bất lễ, thôn trưởng không làm đâu. Nãy nãy, chúng ta về nhà đi. Lý Lạc mở miệng. Xe ngựa dừng ở đây cũng không tốt. Ta đi bộ với ngại. Sợ Lý nãy nãy lên xe ngựa sẽ ngại ngùng. <laughs> tốt, tốt. Lý nãy nãy thật đúng là sợ lên xe ngựa. Nhìn thấy xe ngựa, Ba có ảo giác toàn thân không sạch sẽ Vạ nhất làm dơ xe ngựa thì làm sao bây giờ Nãy nãy bé tráng tráng lên xe ngựa đi Xe ngựa mở cửa Để em bé bò bên trong Lý Lạc nói Được 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 Lý nãy nãy thế cũng có lý Tiểu tráng tráng lên xe ngựa Tò mò nhìn khắp nơi Bất quá em bé năm tháng chưa biết bò Bé chỉ cảm nhận được tốc độ xe ngựa Ngốc ngốc hề hề cười khanh khách Một lúc sau Tới trước cửa Lý ra Lý Tứ Nương đang rửa rau chuẩn bị làm cơm chiều, nghe thấy tiếng xe ngựa, nàng quay đầu lại, sau đó trợn tròn mắt, thịch một tiếng, rau rơi xuống nước, nàng không quan tâm, chạy tới trước mặt Lý Lạc. Lạc nhi! Ôm chặt Lý Lạc vào lòng, tiểu nam hài từng là hy vọng cả đời của nàng. Lúc Lý Tứ Lang ôm hắn trở về, hắn nhìn mình mỉm cười, nụ cười thật dễ thương khiến người ta yêu thích. Hắn từ nhỏ thông minh, hiểu chuyện, biết nói rất sớm, không chỉ nàng thương yêu ngay cả bà bà hung dữ cũng thương yêu ôm tới nhà mẹ đẻ tuy rằng không phải thân sinh nhi tử nhưng cha nương cũng yêu thương hắn sau này lý tứ lan chết nàng chỉ có một mình hai tử nhà mẹ đẻ nói may mà còn hai tử đợi tới lúc già cả rồi cũng có chỗ dựa dẫm nữ nhân cả đời chỉ dựa vào hai nơi lúc trẻ thì dựa vào trượng phu tuổi già thì dựa vào nhi tử còn nàng tuổi thực trẻ nhưng trượng phu không còn nàng chỉ có thể chờ nhi tử lớn lên Lạc nhi, Lý Tứ Nương run rẩy Trời biết, lúc nhi tử bị đưa đi, nàng cảm thấy cả thế giới của mình tan nát, không còn hy vọng. Sau này gả cho Lý Ngũ lang, ngày tháng dần dần khôi phục, rồi nàng mang thai, sinh hạ nhi tử. Để nương nhìn xem, nhìn xem con có gầy hay không. Ở trong mắt mỗi người mẹ, dù nhi tử béo tới đâu, vẫn thấy gầy, Lý Tứ Nương cũng thế. Gầy gầy, buổi tối nương nấu đồ ăn ngon cho con, còn nhất định phải ăn nhiều một chút. Vâng. Lý Lạc mỉm cười ôn hòa, người như Lý Tứ Nương mới là một người mẹ chân chính, hoàn toàn khác với Lý Dương Thị. Hắn vô pháp xem Lý Dương Thị là mẫu thân, chỉ có thể xem là một người vinh cả nhà vinh. Nhưng Lý Tứ Nương thì khác, nàng yêu thương hắn, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho hắn. Khi tỉnh dậy trong cơ thể này, hắn thấy nàng ngồi bên cạnh mình, trong đầu tái hiện lên những ký ức về nguyên chủ. Nguyên chủ rất thích vị mẫu thân trước mặt, là sự yêu thích của hài tử dành cho mẫu thân bởi vì mẫu thân yêu thương hải tử vô điều kiện. Nương, con mang về rất nhiều quả nương và nãy nãy phân loại đi, buổi tối ăn mấy món đó. Lý Lạc sai người gỡ đồ trên xe ngựa xuống. Nhà nhiều phòng hơn, cũng mới hơn. Có để dành phòng cho con, nãy nãy biết con sẽ trở về, cho nên vẫn luôn chờ cho con một phòng, là phòng mới, đồ vật bên trong cũng mới. Hệ trời nắng, nay nãy sẽ lấy ra phơi. Lý Tứ Nương nói, kỳ thực, nàng cũng lấy ra phơi, Thường thường là nàng phơi Nhưng nàng đẩy cho bà bà Lý nãi nãi nghe thấy rất vừa lòng Tức phụ thông minh Bảo sao bà bà không thương Vâng, cảm ơn nãi nãi Về nhà thật tốt Lý lạc bộ sáng thiên chân Đại tỷ và nhị tỷ đâu Hai vị tỷ tỷ ngốc nghếch bị dạy dỗ đệ đệ là bảo Không biết đi đâu rồi Trong ký ức lý lạc Nguyên chủ cũng thường xuyên chia đồ ăn cho các nàng Đi chơi với mấy hài tử khác rồi Còn chưa về đâu Lý nãi nãi nói Hai đứa giả nhà đầu. Đại thẩm và nhị thẩm đâu? Lão nương nhà đại thẩm con sinh bệnh. Đi chiếu cố mấy ngày. Lý nãi nãi trả lời. Nhị thẩm con chắc là đi la cà. Nhị bá và ngũ thúc đâu? Nhị bá và ngũ thúc con đi theo một thợ mộc học trạm khắc. Lý nãi nãi nói tới đây vô cùng cao hứng. Vị thợ mộc nói muốn thu vài đồ đệ. Khắc ra đồ vật có thể bán lấy tiền. Nhị bá con chân cẳng bất tiện học chạm khác không cần chân. Vì vậy để nó đi, nhị thúc con cũng đi, học thêm chút đồ vật luôn luôn tốt. Ờ, đúng rồi, nhị, nhị thẩm có hỉ. Gì? Lý Lạc không kịp phản ứng. Hai tháng, Lý nãy nãy nói, trên mặt tràn đầy ý cười. Thật là, chuyện này, hai lão phù thề thế nhưng hoài thai. Hoài thai là bởi vì bọn họ động phòng, trước đây điều kiện không tốt, nhìn bộ sáng Lý Nhị Bá, Lý Nhị Thẩm nào có hứng thú hành phòng. Hiện giờ điều kiện trong nhà tốt lên, Lý Nãi Nãi hào phóng, Lý Nhị Thẩm tâm tình vui vẻ, nhìn mặt Lý Nhị Bá không thấy đáng ghét nữa. Cộng thêm, Lý Nhị Bá theo thợ mộc học chạm khắc, có thể bán lấy tiền, tuy số tiền ít ỏi nhưng Lý Nãi Nãi không thu, tiền tự nhiên đưa cho Lý Nhị Thẩm. Lý Nhị Thẩm miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Đóng là hệ sợ, Lý Lạc vui thay cho Lý ra. Hôm nay nhất định phải chúc mừng. Đúng đúng, chúc mừng. Lý Nãi Nãi chúc mừng là vì Lý Lạc không phải vì Lý Nhị Thẩm. Ai nha, Lạc Nhi đã trở lại. Vừa khéo, thanh âm Lý Nhị Thẩm phóng to từ xa chuyển tới. Nàng đang đi dạo bên ngoài, nghe nhân gia nói tôn tử Lý Thái Thái ở kinh thành về rồi. Nàng vội vàng trở về. Lần trước Lý Tứ Nương mang thai, Lý Lạc gửi tới một đống bao to bao nhỏ đồ vật. Lần này nàng mang thai, có phải cũng có rất nhiều thứ. Chỉ là nàng không biết, Lý Lạc căn bản không biết nàng mang thai. Nhị Thẩm Lý Lạc hô một tiếng. Ai Lý Nhị Thẩm ứng thanh Đôi mắt nhìn hướng xe ngựa Nhìn xem có đồ gì cho nàng không Làm sao Lý Lạc không nhìn ra ham muốn trong mắt nàng Nhưng mà ngại quá Lý Lạc mang tới toàn đồ Tết Cùng đồ bộ cho Lý Nãi Nãi và Lý Tứ Nương Đồ bộ cho thai phụ và người thường bất đồng Cháu trai trở về Không biết Nhị Thẩm có hỷ Không, không mang đồ bộ cho thai phụ Lý Lạc nói Nghe hắn nói xong Lý Nhị Thẩm nhất thời xấu hổ cho nên, đây là một chút tâm ý của cháu. Nhị Thẩm thích cái gì cứ việc tới huyện Thành mua. Lý Lạc ra hiệu cho Tân Bảo. Lấy 50 lượng bạc tới. Vâng. Tân Bảo vội vàng giao 50 lượng cho Lý Lạc. Lý Lạc giao 50 lượng cho Lý Nhị Thẩm. Một năm Lý Nhị Thẩm mới có hai lượng vốn riêng. Chưa từng thấy 50 lượng bao giờ. Hơn nữa, Lý Nhị Thẩm là người đanh đá, dã man, nhưng không thông minh, thích ăn hiếp kẻ yếu, ngại khó. Hầu hết người bình thường sẽ nghĩ... Lý Lạc đang bố thí khất cái, nhưng Lý Nhị Thẩm thì khác. 50 lượng bạc, nàng nằm mơ còn cười tỉnh. Kỳ thực Lý Lạc không có ý đuổi nàng đi. Hắn hiểu tính cách Lý Nhị Thẩm nên mới làm như vậy. Lý Nãi Nãi trừng mắt nhìn Lý Nhị Thẩm, thầm nghĩ, nhị tức phụ đúng là không có mặt mũi. Lý Tứ Nương mỉm cười bỏ qua. Giờ cơm chiều, Đại Tỷ Nhi, Nhị Tỷ Nhi, Lý Nhị Bá và Lý Ngũ Lang về nhà. Lý Tiểu Cô đi cùng nhóm với Lý Ngũ Lang. Lý Lạc hiện giờ mới nhớ, hắn quên mất Lý Tiểu Cô. Lạc nhi? Nhìn thấy Lý Lạc, Lý Tiểu Cô vô cùng cao hứng. Hồi Lý Lạc mới tới Lý Gia, nàng 12 tuổi. Bình thường ngoại trừ Lý Tứ Nương, nàng cũng chăm sóc Lý Lạc. Thỉnh thoảng Lý Tứ Nương phải ra đồng làm việc. Lý Tiểu Cô còn nhỏ, không cần đi, nên ở nhà chăm sóc Lý Lạc. Bởi vậy quan hệ hai cô chất khá thân thiết. Tiểu Cô! Lý Lạc mỉm cười. Lần này đến, ta ở huyện nhà một đêm. Nghe nói Tiểu Cô và Tiểu Phú đính hôn. Cháu chạy chúc mừng Tiểu Cô Lý tiểu cô đỏ mặt. Ải nha, ta quên mất chuyện này. Lý nãi nãi nói. Mới đính hôn vài ngày, định viết thư cho con. Nhưng nghĩ sắp tới Tết, còn chuẩn bị phái người về. Sẵn chờ người mang thư về luôn. Phái người về làm gì? Đưa quà Tết chứ gì nữa? Lý nãi nãi nghĩ thế. Năm trước tặng, năm nay nhất định cũng tặng. Lý nãi nãi rất thẳng thắn. Tiểu phố rất tốt, thông minh có trách nhiệm. Còn nghe huệ lạnh nói sẽ thăng chức lên làm tổ trưởng tiểu đội lý lạc nói thật không lý tiểu cô cao hứng thay tiểu phú thật tốt quá lý nãy nãy mới là vui nhất nữ tế có tiền đồ nhạc mẫu có thể không vui sao nhưng mà lạc nhi đệ đệ lạc nhi đệ đệ khỏe đại tỷ nhi và nhị tỷ nhi chào hỏi lý lạc đại tỷ nhị tỷ lý lạc quen gọi các nàng là tỷ tỷ ta có quà cho các ngươi ăn cơm xong ta lấy cho các người cảm ơn đệ đệ hai chị em chăm miệng một lời lạc nhi trở về thì tốt rồi nãi nãi và thầm thầm nhớ người mãi còn cái xe lăn nhị bá rất thích lý nhị bá mở miệng y tới nhà thợ mộc lý ngũ lang trực tiếp đẩy y tới có chiếc xe lăn đi đâu cũng thuận tiện lý là gửi từ kinh thành tới cho y nhị bá thích lại được rồi <laughs> lạc nhi cháu trái ngoại trừ lý tiểu cô trong trí nhớ nguyên chủ Lý Ngũ Lan thường xuyên chơi với hắn bởi vì Lý Ngũ Lang ngốc nghếch, tính cách giống hài tử. Lạc nhi cháu trai, ta xin cho ngươi một tiểu cháu trai. Nghe đi, là y sinh hài tử sao? Đà tạ tiểu thúc, ta rất thích đẻ đẻ. Sau bữa tối, Lý Tứ Nương phân quà của Lý Lạc cho mọi người. Lý Nai Nãi dẫn Lý Lạc về phòng, phòng hướng về phía nam, sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy được sắp xếp vô cùng cẩn thận. Lạc nhi, Nai Nãi có chuyện muốn hỏi con nãy nãy nói đi. Là sự tình tiểu phú nó thằng chức lên đội trưởng, là con nói với huyện lệnh sao? Lý nãy nãy suy nghĩ. Chương 204 Điện hạ bị đóng dấu Lý Lạc nhìn vẻ mặt Lý nãy nãy lo lắng, trong lòng ấm áp. Nãy nãy yên tâm, huyện lệnh không phải vì nẻ mặt con đâu. Thực sự nhân phẩm tiểu phú không tội, làm viện nghiêm túc cho nên mới cất nhắc. Tùy còn có chút mặt mũi nhưng chủ yếu vẫn là nhờ chính tiểu phú. Không có phiền toái là tốt rồi, Lý nãi nãi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử tiểu phú khá tốt, mỗi lần con gửi quà đều là nó đưa tới. Tiểu tử vừa lẽ phép vừa thật thà, cho nên nãi nãi mới gả tiểu cô cho nó. Tiểu cơ với tiểu phú tổ chức hôn sự khi nào? Còn chưa quyết định, mới đính hôn. Nãi nãi định viết thư báo cho con, sau đó bàn chuyện hôn sự. Lý nãi nãi nói, Lý nãy nãy cực kỳ nghe lời đứa tôn tự thông minh của bà. Tiểu cô con năm nay 16, là gái lỡ thì. Nhớ năm đó, nãy nãy 14 tuổi thành thân. Già già con, đại bá còn chết trong ôn dịch. Ngũ thúc còn biến ngốc, chỉ còn nhị bá và cha con. Điều kiện trong nhà không tốt, cha con đi tòng quân. Sau đó không trở về nữa. Tác dụng lớn nhất cả đời nó chính là ôm con về trợ dụ con không phải do cha thân sinh nhưng nãy nãy đối xử với con như thân tôn tử rất tốt lý lạc nói là vô cùng tốt còn đứa nhỏ thật đẹp thật đáng yêu lý nãy nãy nhớ rõ lúc lý lạc bị ôm tới cha còn ôm con về chỉ nói là nhi tự của ân nhân muốn chăm sóc con như thiếu gia lúc đó con mỉm cười với nãy nãy làm trái tim nãy nãy như bị hòa tan mặc dù lý lạc có trí nhớ của nguyên chủ nhưng ký ức của hắn có chút mờ mịt. Còn biết nói sớm, mỗi lần đuổi theo ta gọi nãi nãi, ta có cảm giác rốt cuộc đã nuôi lớn tồn tử, nhưng ta rất sợ, sợ một ngày phụ mẫu còn sẽ dẫn con đi. Lý Nãi Nãi nói, sau này quả nhiên mang đi, nhà bà cũng khá giả lên. Nãi nãi là nãi nãi ruột của con, con rất muốn đưa nãi nãi lên kinh thành, nhưng kinh thành phức tạp, lọng người khó dò, không bằng ở đây tự do tự tại. Lý Lạc nói. Lý nãi nãi không muốn lên kinh thành. Nãi nãi không lên kinh thành. Nãi nãi không muốn gây phiền phức cho con. Nãi nãi ở chỗ này quá ừ thư thả. Nhà họ Lý hiện tại xây thêm phòng ở, nhưng vẫn chưa đủ lớn. Bên ngoài có hộ vệ. Hộ vệ trải chăn ngủ dưới đất. Hộ vệ không có khả năng vào nhà người khác ngủ. Cũng may thôn trưởng đưa tới rất nhiều mền. Hộ vệ cận thân cho Lý Lạc thì ở phòng cách vách. Ngày hôm sau, tiểu phú tới. Lúc Lý Lạc ở huyện Nha, tiểu phú vừa phạn nghỉ tắm gội không gặp mặt lý lạc biết lý lạc trở về hôm nay vội vàng tới gặp hắn tiểu phú có chút xấu hổ thẹn thùng dù sao thân phận lý lạc rất cao y đính hôn với lý tiểu cô sau này là dượng của lý lạc nhưng y không dám tự xưng là dượng hơn nữa huyện lệnh đã nói với y chuyện nhà ở trên huyện thành y vô cùng cảm kích lý lạc nhìn thấy lý lạc hai mắt hồng hồng lý lạc mỉm cười chào hỏi y không nói chuyện gì khác tiểu phú ở lý gia ăn cơm trưa Thời dịp Lý Lạc có mặt, y thương lượng chuyện hôn sự với Lý Tiểu Cô, kết hợp thời gian Lý Lạc lưu lại, tính tính, rồi nhờ người chọn ngày. Vì thế, Lý Tiểu Cô và Tiểu Phú sẽ thành thân vào ngày 8 tháng 12, chờ nhà Tiểu Phú đồng ý. Cô nương nông thôn gã chồng không cần chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh, như Lý Tiểu Cô chỉ cần chuẩn bị chăn mền, bánh cưới và những thứ tương tự. Chưa kể Tiểu Phú nói tới chuyện đã mua nhà trên huyện, người Lý già vui muốn chết, vì thế gia cụ linh tinh toàn bộ mua mới, cho nên cả gia đình Lý Tiểu Cô và Tiểu Phú đều tất bật chuẩn bị thêm nhiều đồ. Tiểu Phú thương lượng với Lý Nãi Nãi, sau đó về nhà báo lại cho gia đình. Nhà Tiểu Phú có ba huynh đệ, một muội muội. nhà Tiểu Phú nói xong, mẫu thân Tiểu Phú thấy người tính ngày. Ngày 8 tháng 12 là ngày lành, vì thế buổi tối Tiểu Phú lại tới Lý Gia Thôn. Ngày thành thân của Lý Tiểu Cô với Tiểu Phú cuối cùng quyết định. Đôi phu thề đỏ mặt nhìn nhau tràn đầy hy vọng về tương lai. Thực ra thời cổ đại, cả nông thôn lẫn kinh thành, ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Lý Lạc ở cổ đại hơn một năm đã sớm quen với màn đêm yên tĩnh. có lẽ bị hôn sự của Lý Tiểu Cô và Tiểu Phú lây nhiễm, Lý Lạc ngủ không được nên rời phòng. nhưng mà hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít, thanh âm rất khẽ. đây là giọng nữ hài. Lý Lạc đi theo thanh âm, hóa ra là Đại Tỷ Nhi. nửa đêm rồi, sao Đại Tỷ Nhi ngồi khóc một mình, Lý Lạc gõ gõ cửa. Đại Tỷ. mới gõ cửa, phát hiện cửa không khóa chết ra một khe hở. Đại tỷ nhi là nữ hài, buổi tối ngủ không khóa cửa, cho dù là hài tử, nhưng thói quen này không tốt. Chỉ là tại sao nàng khóc? Lý Lạc đi vào phòng, anh nến trong phòng lập lòe. Đại tỷ nhi ngồi đầu giường, ôm chăn. Đại tỷ! Lý Lạc hô một tiếng. Đại tỷ nhi nghe thấy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Lý Lạc. Lạc nhi đệ đệ! Nàng nghẹn ngào đáp một tiếng. Lý Lạc đi tới mép giường, nhìn đại tỷ nhi đầy mặt nước mắt đại tỷ làm sao vậy lo lắng cho đại bá mẫu sao đại tỷ nhi nghe xong liền nhào vào lồng ngực lý lạc khóc lớn lạc nhi đệ đệ tạ nương ta không trở về nữa không cần ta nữa ta không có nương nữa đừng khóc đừng khóc có chuyện gì lý lạc hỏi hôm đó ta nghe thấy cô nãy nãy và nương nói chuyện ta đều nghe thấy đại tỷ nhi lau nước mắt nói hôm đó cô nãy nãy tới gặp nương nói có một hộ nhân gia tức phụ đã chết, nam nhân có nhi tử 6 tuổi, muốn tìm kế mẫu cho con, hỏi nương có muốn không. Cô nãi nói, nữ nhân không thể sống thiếu nam nhân, cha ta đã chết, nương ta không thể sống tốt, hơn nữa nhị bá mẫu lại mang thai, nương một mình ở nhà không thú vị, nương bị thuyết phục, vì thế bọn họ nói dối ngoại nãi nãi sinh bệnh, mang nương đi rồi. Cái gì? Còn có chuyện này? Tại sao người không nói ngay từ đầu? Tạ không dám nói. Ta nói nãy nãy sẽ đánh chết nương. Đại tỷ nhi trả lời. Ta biết nương khổ. Ta không muốn nương chịu khổ. Nhưng mà ta không còn nương. Đại tỷ nhi năm nay 9 tuổi. Sang năm 10 tuổi. Nhìn thì nhỏ. Nhưng nữ hài cổ đại 10 tuổi đã hiểu chuyện. Không sợ. Lý Lạc An ủi nàng. Không có việc gì. Người sẽ không sao. Nương vẫn là nương người. Ngày mai ta dẫn người đi thăm nương được không? Thật không? nay nãy sẽ không đánh chết luôn đại tỷ nhi hỏi sẽ không nay nãy cũng hy vọng đại bá mẫu sống tốt cũng hy vọng người vui vẻ lý lạc nói nếu nửa người thực sự tái giá người nên chúc mừng bà tuy rằng tái giá nhưng bà vẫn là nương người bà không tiện tới thăm người người có thể tới thăm bà ừ cảm ơn lạc nhi đệ đệ đại tỷ nhi bắt đầu yên tâm cho ngày mai ngẫu đi lý lạc xoa đầu nàng người muốn ngủ với ta không đại tỷ nhi hỏi giường của ta ấm lắm không cạn ngay ngủ đi lý lạc biết nàng nghĩ gì chờ người ngủ ta mới đi nhưng người sẽ cảm lạnh đại tỷ nhi nói ngươi ngủ chung với ta đi đại tỷ nhi vén chân. nếu người cảm lạnh nay nãy sẽ tức giận lý lạc không muốn đại tỷ nhi lo lắng tiến vào ổ chăn chờ đại tỷ nhi ngủ rồi hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường nào biết rằng vừa mới ra cửa còn chưa khép cửa đã bị người nào đó kéo ngã vào lồng ngực trên người đối phương thoát ra mùi lạnh lạnh chạm vào mặt hắn có chút đau ổ chăn ấm áp không đối phương hỏi thanh âm cao ngạo lạnh lùng đó là người hắn tưởng niệm một năm lý lạc không nói gì ngẩng đầu há hốc miệng nhìn đối phương ánh trăng lờ mờ lý lạc không thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ chỉ thấy người nọ cúi đầu liếc mắt một cái tự nhiên đã qua nhiều năm sau đó người nọ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lý Lạc. Đột nhiên, Lý Lạc nhào vào lồng ngực hắn, đôi tay ôm chặt cổ hắn. Lý Lạc quá kích động, ôm quá chặt khiến cố quận thần nhịn không được khụ khụ vài tiếng. Người... thả lỏng một chút. Rất nhiều lời giáo huấn đều biến mất ở khoảnh khắc Lý Lạc đâm vào lồng ngực. Cố quận thần thực sự muốn dạy nhóc con bài học, cũng chuẩn bị lời giáo huấn hai ngày rồi, hắn có chuẩn bị mới đến. Nhưng mà, không thắng nổi thời khắc này, tiểu hai tự chủ động cố quận thần nâng tay ôm lý lạc nhớ ta hắn nhẹ giọng cười lý lạc cọ cọ, cọ cổ hắn không nói lời nào khoảnh khắc này quá kích động quá hạnh phúc cố quận thần xoa xoa vai lý lạc cho ta nhìn ngươi xem một năm không gặp nhìn xem người cao tới đâu rồi cộng cạn lý lạc rầu rĩ phun ra hai chữ người không muốn xem ta cố quận thần hỏi không ép buộc nếu là bình thường hắn sẽ cho phép người khác cự tuyệt không muốn, vẫn là gương mặt cũ, có cái gì đẹp. Lý Lạc nhàn nhạt đáp, cố quận thần nghĩ một lúc. Vẫn có chút thay đổi, ta... Tối đen, người đen ta không nhìn thấy. Lý Lạc nói, cố quận thần nghĩ nghĩ. Ta cao thêm rồi, khoảng cách với người ngày càng lớn. Lý Lạc tức giận, người lừa đảo. Nhưng ta sẽ không chê ngươi luôn. Giọng cố quận thần dịu dàng, ở bên tai Lý Lạc nói. Cao hơn, giá người đẹp hơn, muốn nhìn không? Lý Lạc tức giận cắn cổ cố quận thần. Cố quận thần hít một hơi, có chút đau. Người nói với Lý Đạm, người thích ta. Nhịn trước vậy, xác định tâm ý tiểu hỗn đản quan trọng hơn. Hắn muốn hỏi câu này ngay sau khi nghe thấy Lý Đạm nói. Lý Lạc buông miệng, rời khỏi ngực cố quận thần. Lý Lạc vươn tay xoa mặt cố quận thần, làn da khô ráp, nhưng đường nét vẫn anh tuấn như vậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Lý Lạc, như những vì sao trong đêm, sáng người vô cùng, Lý Lạc từ từ tới gần, rồi hôn lên môi cố quật thần. Chương 205 Điện hạ làm bậy Cố quận thần chọn tròn mắt, tiểu hỗn đản quá chủ động, hoàn toàn trái ngược với vẻ rụt rè mà hắn tưởng tượng. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên bị hôn, nhưng cái này là hôn môi, tiểu hỗn đản biết hôn nhanh như vậy, không phải là tập luyện ra đấy chứ. Nghĩ tới đây, tề vương điện hạ cả người không khỏe. Người còn hôn ai nữa? Hắn nghiêm trang, thanh âm nghiêm nghị hỏi. Lý Lạc chớp mắt. Làm sao? Giọng điệu không tốt. Tề vương điện hạ bị nổ tung, nghe ngữ khí Lý Lạc, hiển nhiên từng hôn người khác. Người có biết thân phận của người hay không? Thân phận gì? Lý Lạc hỏi. Người đã có hôn phu. Tề vương điện hạ trả lời đương nhiên. Cho nên, người phải biết tiết chế, không được tùy tiện hôn người ta. Đặc biệt, đặc biệt là môi. Lỗ tài hơi nóng, có chút thẹn thùng, Người không thích tạo hôn môi người. Lý Lạc hỏi. Tề vương điện hạ mím môi không nói. Bởi vì hắn không biết trả lời thế nào. Thích thì có thích. Nhưng nếu nói thích, tiểu hỗn đạn sau này hôn bậy người khác thì làm sao đây? Nếu nói không thích, tiểu hỗn đạn không hôn mình nữa thì làm sao đây? Lý Lạc nhìn hắn. Sau đó hôn chóc một cái. Người thích tạo hôn như vậy không? Tề vương điện hạ rối rắm. Nhưng mà hắn là người trung thành với con tim. Cho nên. Ừ. Ờ là có ý gì? Lý Lạc Vạn hỏi. Là thích hay không thích? Cố quận thần muốn nổi giận, hai tay nâng mông Lý Lạc. Có phải mông người lại ngứa hay không? Lý Lạc kéo tay hắn. Người thật khó hầu hạ. Sau đó tự mình bỏ đi. Cố quận thần nhìn bàn tay trống rỗng, đột nhiên cảm thấy thực mất mát. Hắn không hiểu mình bị sao, tại sao tiểu hỗn đản tự nhiên tức giận. Hắn không nói sai hay làm gì sai, hắn chỉ không thích Lý Lạc hôn người khác mà thôi. Vì thế, Cố quận thần theo sau Lý Lạc vào phòng, nhìn Lý Lạc tự gọi giày, bỏ lên giường, chui vào chăn, sau đó ngủ. Cố quận thần cứ thế đứng trước giường, nhăn mày nhìn Lý Lạc. Lý Lạc muốn làm bộ không thấy cố quận thần, thế nhưng Lý Lạc trộm mở mắt, thấy cố quận thần đáng thương đứng trước giường nhìn mình. Lý Lạc ngồi dậy, hướng cố quận thần ngoắc ngoắc ngón tay. Cố quận thần ánh mắt lóe sáng, cúi đầu, Lý Lạc kéo cổ áo hắn, trực tiếp kéo tới trước mặt. Tệ vương ca ca, Người có thích tạ hôn người hay không Cố quận thần đau khổ Thà hắn đi Một đại nam nhân thực sự không thể trả lời Huống chi Không phải hắn đã ư rồi sao Thấy hắn trầm mặt Lý lạc buông tay Biểu tình thất vọng Sau đó nói Ta ngủ Xoay người Quay lưng về phía cố quận thần Nam nhân ư Đặc biệt là nam nhân như cố quận thần Không dạy không được Cố quận thần thở dài một hơi Lên giường Trực tiếp xoay người lý lạc Hôn lên dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, môi Tiểu Nam hài rất mềm mại, Cố Quận Thần không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ ôm Lý Lạc trong lồng ngực, mạnh mẽ ấn miệng vào môi Lý Lạc. Lý Lạc trừng mắt, người này muốn làm gì? Cố Quận Thần nhìn Lý Lạc, chứng minh mình thích Lý Lạc hôn, hai người giống như giận dỗi, không ai chịu mở miệng, mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Lạc nổi giận, miệng hơi hơi mở, vươn đầu lưỡi liếm môi Cố Quận Thần, tức khắc, toàn thân Cố Quận Thần căng thẳng trên môi truyền tới cảm giác mềm mại như một ngọn lửa đốt cháy cơ thể hắn. Lý Lạc cố tình nhau nhau mắt cười, đầu lưỡi nhỏ càn rỡ, vói vào trong miệng hắn, nghịch ngợm câu lấy đầu lưỡi của hắn. Cố quận thần thở gấp, tim đập thình thịch, thân thể cứng ngắc. Hắn không biết nên làm cái gì, nhưng hắn hé miệng theo bản năng, chủ động liếm môi Lý Lạc. Liếm mút một hồi, hắn buông Lý Lạc ra, đứng dậy thở hổn hển. Lý Lạc trên giường đứng dậy, đắc ý nhìn hắn. Tệ vương ca ca, Ngươi làm sao vậy? Ánh mắt cố quận thần càng thêm sâu thẳm. Ánh nến chiếu vào mặt hắn, vẽ ra những đường nét mạnh mẽ, ý chí nhẫn nhịn. Lý Lạc cười khanh khách. Tệ <laughs> vương ca ca, ngươi thở hổn hển, có phải ngươi bị bệnh hay không? Lý Lạc tới gần, vườn tay muốn sờ mặt, nhưng tay bị cố quận thần nắm lấy. Cố quận thần sức lực rất lớn, nhưng không dám nắm chặt tay Lý Lạc, sợ Lý Lạc bị đau. Ta vội vã lên đường, sẽ làm dơ giường của ngươi. Ta đi tắm rửa, Ngoan, ngươi ngủ trước đi. Nói xong không đợi Lý Lạc trả lời, tự mình rời khỏi phòng. Bên ngoài nhà có một cái sân, trong sân có giếng nước. Cố quận thần trực tiếp cởi áo khoác, ruộng một xô nước lên người. Hắn năm nay 14 tuổi, thiếu niên 14 tuổi đã hiểu thân thể xúc động là gì. Nhưng 14 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhấc lên. Ngày sau đó, cố quận thần lấy thêm xô nước khác, cởi áo để lộ phần thân trên trần trụi. Trời tháng 11 đông lạnh giá, nhưng toàn thân hắn nóng hừng hực nhiệt độ mùa đông cũng không thể giảm bớt sự sao động trong người. Lý Lạc nằm trên giường, nghe tiếng nước bên ngoài, tâm tình khoái trá. Lúc cố quận thần tiến vào, thấy Lý Lạc mặt mày tươi cười như gió xuân, cố quận thần muốn nói lại thôi. Người có mang y phục cho ta không? Lý Lạc gật đầu, bò xuống giường, tìm tay nải trong phòng, mở bao, từ bên trong lấy ra một cái quần lót. Cha nãy! Cố quận thần nhìn quần lót trên tay Lý Lạc, trong mắt cố quận thần chẳng khác gì rẻ lau, Tề vương điện hạ chưa từng nhìn thấy nội y bao giờ. Cái này là cái gì? Lý Lạc không thể giải thích, yên lặng cởi quần để lộ hai cái chân ngắn nhỏ, sau đó vén áo, chỉ vào quần lót nhỏ trên người. Mặc thế này! Nhìn quần lót nhỏ ôm chặt trên mông Lý Lạc, khuôn mặt khối quận thần từ từ đỏ bừng. Quần nhỏ khá xinh đẹp. Cái này làm từ vải bông mà ta trọng, giống với vớ ta tặng người năm ngoái. Nói xong, Lý Lạc lấy ra một cái áo ba lỗ, cái này mặc khi ngủ, quý lắm đó. Cố quận thần yên lặng tiếp nhận áo ba lỗ, mặc vào, tới phiên mặc quần nhỏ, hắn xấu hổ hướng Lý Lạc nói. Người lên giường trước đi, không chừng bị cảm. Không, Lý Lạc đáp. Còn phải người nói người cao thêm sao, dáng người đẹp hơn sao, muốn ta nhìn sao, ta phải nhìn chứ. Cố quận thần sâu sắc cảm nhận, mình làm bậy rồi. Nếu là trước đây, hắn không cảm thấy vấn đề gì, hai người lọa thân tắm rửa ở tề vương phủ nhưng vừa rồi bị tiểu hài tử hôn đến cứng cố quận thần có bóng ma tâm lý hắn cảm thấy bản thân chịu không nổi sợ phản ứng sơ bẩn bị tiểu hài tử trông thấy cho nên cố quận thần không dám thay quần nhỏ trước mặt tiểu hài tử ta mặc xong cho ngươi xem cố quận thần nói nghe lời bằng không đánh mông người lý lạc khoanh tay ôm ngực cẳng chân trần trụi đi vòng quanh cố quận thần một vòng sau đó cười hì hì leo lên giường Cô quận thần thấy Lý Lạc đi vòng vòng sờn hết cả tóc gáy. Đợi Lý Lạc leo lên giường, hắn tới một góc Lý Lạc không thấy, cấp tốc cởi quần ướt, thay quần nhỏ Lý Lạc đưa. Thay xong, Tề Vương Điện Hạ ngượng ngùng, bởi vì quần nhỏ bao hết mông hắn. Tiểu Điện Hạ mới ngóc góc đầu cũng bị bao chặt, thật là thẹn thùng. Chịu đựng xấu hổ, cô quận thần tê mép giường, nhanh chóng lên giường. Vừa lên giường, Lý Lạc lập tức rút vào ngực hắn, bàn chân nhỏ duỗi thẳng vào giữa hai chân hắn sưởi ấm, hai mắt sáng quắc như tiểu tạc, Người có mang vớ cho ta không? Cố quận thần rất thích vớ Lý Lạc tặng năm ngoái. Đó là lần đầu tiên Lý Lạc tặng quà cho hắn. Hơn nữa mang vào rất thoải mái. Hắn rất quý. Hiện tại biết có vải dệt. Hắn vô cùng chờ mong. Vớ nằm trước mang đã rách. Ở, hai 20 đôi. Lý Lạc trả lời. 20 đôi đủ mang. Cố quận thần tương đối vừa lòng. Bất quá, hắn ôm eo Lý Lạc. Người đột ngột rời kinh. Có phải nên nói trước với ta? Lý Lạc nhớn mày, Ta đột nhiên nhớ người, nói cho người cũng vô dụng, người cũng không thể hồi kinh gặp ta. Bị Lý Lạc nói một câu, cô quận thần hơi tự trách. Bản thân mình không tốt, rời đi một năm, tiểu hài tử chủ động tới thăm, thế mà mình còn mắng hài tử. Nhưng tương lai mặc kệ tới chỗ nào, nhất định phải nói trước cho ta. Cô quản gia nhất định sẽ nói cho người. Ám kim và ám mộc cũng sẽ nói cho người. Cô quận thần bị phản kích. Thật, thật sự nhớ ta đây mới là trọng điểm, bên trên chỉ là trải chăn. không nhớ, Lý Lạc trả lời. Cô quận thần buồn bực, tiểu hài tử không thèm nói sự thật. Tạ chị tới nhìn xem giá người người có biến hóa hay không? Lý Lạc nói tiếp. Cô quận thần phiền lòng, tự mình vả miệng mình, sau này không thể nói nữa. Vậy, biến hóa tốt không? Lý Lạc lạnh lùng đáp. Phải cởi quần áo mới thấy rõ, người không cho tạ xem, cứ như tiểu cô nương cố quạt thành nhau mắt. Người nói cái gì? Càng nói càng hăng hái, muốn mở phường nhuộm đúng không? Bàn tay to dọc theo eo Lý Lạc đi xuống, ngừng trên mông Lý Lạc, nhéo nhéo một chút, không ngờ có thêm tí thịt. Lý Lạc tức khắc căng mông, thanh âm yếu xìu, ngọt ngào mở miệng. Tệ vương ca ca, người đi rồi ta nhớ người lắm, mỗi ngày đều nhớ người, nhớ người tới mức tìm đau nhói. Lúc này mới sống, tuy rằng quá càn rỡ. Ta cũng nhớ người, Cố quận thần chống cằm nhìn Lý Lạc Mỗi ngày đều nhớ vài lần Nhưng nghĩ tới trách nhiệm Hắn cưỡng bách chính mình không được nghĩ tới hài tử trong kinh thành Ờ ừ. Thanh âm hài tử nhỏ dần Hơi thở dần dần đều Ngủ thiếp đi Hết chương 205